Theo ghi nhận của tuổi trẻ online ngày 16 tháng 4, nhiều tiệm vàng tại các con đường kinh doanh vàng sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh vẫn trong tình trạng đóng cửa hàng loạt, thậm chí đã lan rộng trên nhiều quận. Có thể nhiều lý do đóng cửa được đưa ra, nhưng các biện pháp ứng phó cơ quan kiểm tra khá rõ khi phóng viên tuổi trẻ online đi ghi nhận. Trưa 16 tháng 4, một tiệm vàng lớn trên đường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thạnh vẫn mở cửa và khách ra vào nườm nượp. Tuy nhiên, các quầy vàng đã dẹp hết các sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền trên quầy hàng chỉ còn những món nữ trang với hình bông hoa, chữ đính đá. Tuy nhiên khi khách hàng có nhu cầu hỏi về những sản phẩm này thì nhân viên nói vẫn còn và đi vào phía trong lấy ra khoảng 5 đôi bông tai Chanel có giá khoảng 2 đến 3 triệu đồng một đôi, bao gồm cả tiền công. Nhân viên tiệm vàng này cho biết do đang trong đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường và nhiều tiệm vàng đã bị phạt nên hiện nay không dám trưng trên quầy, chỉ khi nào có khách hàng hỏi thì tiệm mới lấy ra một số tiệm vàng cho biết những năm gần đây các tiệm vàng chủ yếu bán nữ trang nguồn hàng từ chủ yếu trôi nổi không có hóa đơn chứng từ nên nếu có kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm một khi bị phát hiện lập biên bản mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và bị tịch thu niêm phong sản phẩm không biết khi nào có thể lấy hàng về nên tạm thời các tiệm vàng đối phó bằng cách tạm đóng cửa để tìm cách hợp thức hóa và giảm thiểu sai phạm theo tìm hiểu của tuổi trẻ online, sau công điện của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng, Tổng cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng ở các địa phương và phát hiện vi phạm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện nhiều điểm kinh doanh vi phạm trên địa bàn thành phố. Trong đó, qua kiểm tra đột xuất 6 điểm kinh doanh vàng tại quận 6 và quận 8, ghi nhận tất cả đều có các vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam và tạm giữ một số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Việc nhiều cửa hàng kinh doanh vàng đóng cửa để đối phó cũng đang gây khó cho hoạt động kiểm tra.